Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, mở đầu tiết học ngày hôm nay của cô, đó chính là hai hình ảnh này. Các con hãy cho cô biết, đây là hai hình ảnh gì nào? Chính xác. Hình ảnh đầu tiên đó chính là hình ảnh quả ca và đây là tiếng ca. Hình ảnh thứ hai đó chính là hình ảnh con cá và đây là tiếng cá. Tiếng ca và tiếng cá chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các con thân mến, tiếng ca và tiếng cá đều được kép bởi hai âm đó chính là âm cờ và âm a là hai âm mà chúng ta vừa được học ở tiết trước và trong hai tiếng này có sự xuất hiện của hai dấu thanh đó chính là thanh huyền cô đã tô màu đỏ thanh sắc cô tô màu xanh các con cùng nhau đọc lại hai dấu thanh này với cô nhé thanh huyền thanh sắc cô có tiếng cà và ngay bây giờ cô có mô hình tiếng cà như sau các con hãy chú ý theo dõi Tiếng ca gồm có âm cờ đứng trước, âm A đứng sau, thanh huyền trên đầu âm A. Đánh vần và đọc trơn. Cờ A ca huyền cà, cà. Tiếp theo, cô có tiếng cá. Và cô có mô hình tiếng cá như sau. Các con hãy chú ý theo dõi. Tiếng cá gồm có âm cờ đứng trước, âm A đứng sau, Thanh sắc trên đầu âm A. Đánh vần và đọc trơn. Cờ A ca sắc cá, cá. Bây giờ các con hãy dừng video lại, đánh vần và đọc trơn cho cô hai tiếng sau nhé. Các con hãy chú ý lắng nghe, cô đọc lại một lần nữa. Cờ A ca huyền cà, cà. Cờ A ca sắc cá, cá. Để giúp các con có thể nhận biết và ghi nhớ được hai dấu thanh mới ngày hôm nay, đó chính là thanh huyền và thanh sắc. Cô mời các con sẽ cùng nhau thực hiện cho cô một số bài tập sau nhé. Cô có thanh huyền cùng với các hình ảnh sau đây. Các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc tên từng tranh nhé. Nho, cò, gà thỏ bò nhà dựa vào các tiếng mà các con vừa được nghe các con hãy lựa chọn cho cô những tiếng có chứa thanh huyền các con làm bài rất tốt và bây giờ là đáp án của cô các con hãy chú ý theo dõi nhé tên gọi của các con vật đồ vật có chứa thanh huyền là cò gà bò nhà tiếp theo cô có thanh sắc cùng với các hình ảnh sau đây các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc tên từng bức tranh nhé bé chó cú bóng hổ lá dựa vào các tiếng mà cô vừa đọc các con hãy lựa chọn cho cô các tiếng có chứa thanh sắc các con làm bài rất tốt và bây giờ là đáp án của cô các tiếng có chứa thanh sắc là bé chó cú bóng lá bài tập tiếp theo của cô có yêu cầu như sau tìm hình ứng với mỗi tiếng để làm được bài tập này các con hãy đọc cho cô tất cả các tiếng có trong bài này nhé các con đọc rất tốt và bây giờ các con hãy cùng với cô đọc lại một lần nữa cờ a ca huyền cà cờ a ca sắc cá cờ a ca sau khi chúng ta đã đọc được tất cả các tiếng có trong bài này rồi thì các con hãy thực hiện cho cô yêu cầu tìm tiếng ứng với mỗi hình và thời gian làm bài của các con bắt đầu các con làm bài rất tốt và bây giờ là đáp án của cô. Đây là hình ảnh trái ca. Đây là hình ảnh con cá và đây là hình ảnh cái ca. Chúc mừng tất cả các con đã vượt qua tất cả các bài tập của cô một cách rất là tốt nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ cà và chữ cá để biết được điều đó chúng mình hãy theo dõi video của cô các con hãy chú ý điểm đặt bút và điểm dừng bút để có thể viết thật tốt các tiếng này nhé chúng mình cần phải luyện tập thật nhiều để có thể viết thật đẹp được hai tiếng này tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cách gõ tiếng cà và tiếng cá ở trên bàn phím máy tính nhé đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các con cách thao tác để có thể gõ được tiếng cá Đầu tiên, chúng ta sẽ gõ vào chữ cờ. Chúng ta được chữ cờ. Tiếp theo, chúng ta gõ vào chữ a. Ta được chữ a. Và muốn có thanh sắc trên đầu âm a thì chúng ta sẽ ấn vào chữ s ở cạnh chữ a nhé. Ta được dấu sắc. Như vậy, chúng ta đã có tiếng cá bằng cách gõ trên bàn phím máy tính rồi. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách gõ tiếng cà ở trên bàn phím máy tính nhé. Đầu tiên, các con hãy gõ vào chữ cờ. Ta được chữ cờ. Tiếp theo, các con gõ vào chữ A. Ta được chữ A. Và để có được dấu huyền trên đầu âm A thì chúng ta sẽ gõ vào chữ S. Ta được dấu huyền như vậy, các con đã có được tiếng ca bằng cách gõ trên bàn phím máy tính rồi đấy. Các con thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô đã giới thiệu với các con hai tiếng mới, đó chính là tiếng ca và tiếng cá. Cùng với sự xuất hiện của hai dấu thanh, đó chính là thanh huyền và thanh sắc. Các con hãy luyện tập để có thể ghi nhớ được những kiến thức mà hôm nay cô đã dạy chúng mình nhé và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi cảm ơn tất cả các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé